Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết hôm nay Đà Nẵng ghi nhận 60 ca mắc COVID-19. Trong đó có 10 ca cách ly tập trung, 23 ca cách ly tại nhà, 1 ca trong khu phong tỏa, 1 ca là lái xe qua chốt C22 tết nhanh dương tính, 25 ca chưa cách ly. Cụ thể về 25 ca chưa cách ly, 1 ca lấy mẫu tiểu thương chợ chính gián quận Thanh Khê, 1 ca đến trung tâm y khoa Phúc Khang tết nhanh dương tính, có tiếp xúc F0 HNLQ thuộc chuỗi Võ Huy Cường. 9 ca lấy mẫu tại công ty hữu nghị liên quan F0 LVT, 1 ca lấy mẫu tại công ty Việt Khoa. 1 ca về từ Phú Yên F1 sống cùng phòng trọ với F0 NTKC. 2 ca đến Bệnh viện Tâm trí xét nghiệm test nhanh dương tính có đến quán cắt tóc No Barber thuộc chuỗi NVT. 4 ca đến Bệnh viện 199 xét nghiệm trong đó 1 ca có tiếp xúc F0 NTD cùng công ty thủy sản Bắc Đẩu hai ca là f1 tiếp xúc f0 ndt thuộc chuỗi ltmk một ca đi về từ thành phố Hồ Chí Minh một ca là công an quận Liên Chiểu đến phòng khám Ân Đức lấy mẫu test nhanh dương tính sau đó được bệnh viện 199 lấy mẫu xét nghiệm một ca làm công ty Hữu Nghị đến phòng khám Hòa Khánh xét nghiệm test nhanh dương tính thuộc chuỗi ltmk một ca đến bệnh viện Hoàng Mỹ xét nghiệm một ca đến phòng khám Y Đức xét nghiệm test nhanh dương tính một ca đến trung tâm y tế sơn trà xét nghiệm một ca có triệu chứng đến trung tâm y tế thanh khê khám bệnh